Xin chào các bạn, chào bây giờ các bạn. Là 7 giờ rưỡi sáng. Bà Tám mới ở nhà bà ngoại về. Rồi chở Lê Quang đi thử máu, tổng quát. Mới đây mà mấy tháng anh ha? Hình như 4 tháng, 5 tháng gì rồi đó. Người ta thường thường 3 tháng người ta phải check lần á. Anh giờ 4, 5 tháng rồi đó. Tại nó qua nhanh, đâu nhớ. Tối hôm qua má ngủ ngon quá trời luôn. Em cũng ngủ một giấc, tới sáng. Cái hồi tối má ngủ, má dậy, thấy má dậy một lần. Cái mở mắt nhìn má, cái má đi vô restroom, xong má đi ra, má nằm lại, cái em ngủ tiếp. Cái ngủ luôn, tới 6 rưỡi, thức dậy. Nhìn qua má, thấy má ngáy. Mà tại vì á, em dặn má thức con dậy 6 rưỡi nha má. Cái xong cái lúc đó mới có 6:28 à. Em quay qua em thấy má cái nó trời thế nào má cũng ngủ quên. Rồi cái em vừa nằm cái má vừa 6 rưỡi là má dậy, má kêu 6 rưỡi thôi nó con dậy rồi má. Má la má sợ trễ vậy má. 6 rưỡi thôi dậy. Cái nó dậy rồi má, dậy rồi má. Cái hỏi má ngủ được không, má nói được, ngủ được. Công nhận á, em là bà ngủ rồi, bà Tám nè, bà dí ngủ. má ngủ, bà dí ngủ mà hèn chi mà em không thức dậy là đúng rồi, tại vì má đâu có dậy đâu. Em dậy cho nên em cũng ngủ một lèo luôn, lúc má ngủ lại là em ngủ luôn một lèo luôn. Mà tối nay này không thấy má ngủ, ơ quên lộn, không thấy má ho. Không có thấy má ho miếng nào á. Vô anh vô, em vô không? Em mới vô với anh không? Vô 104. Cái miếng giấy đâu? Hả? Cái gì? Giấy thiệu máu á. Đây nè. Để em đứng hay đi két cái đó. Rồi, hay đi két đây. Để em đi vô luôn cho. Là mới lấy máu sẵn. Ghê hả? Mày nằm quá. Ừ, ông quá trời. 9 giờ mới xong. Đi 7 giờ rưỡi, 9 giờ mới xong. Nay cũng may là 9 giờ xong. Giờ chạy về đưa bà ngoại đi khám răng cho lẹ nè. Cho kịp nè. Hẹn nó 9 giờ đó em. Em canh canh, nếu mà anh không kịp kêu két đến đón anh đó. Nãy quên khóa xe anh. Trời. Xe có gì đâu sợ. Quên khóa người ta mở ra, người ta cũng đâu có lấy, có cái gì đâu lấy. Nãy mở cửa xe mới thấy, ủa xong khóa xe. Bỏ quên đồ gì. Bình thường đâu có quên. Nay quên à. Nói gì dữ vậy. Cũng nhiều chuyện nghe. Không có, em đâu có nói. Cái chị đó chị nói mà. Nghe cũng là nhiều chuyện rồi. Thì trời ơi, tại chuyện hấp dẫn mới phải nghe chứ. Hấp dẫn thấy bà luôn. Mới đầu còn chưa thấy hấp dẫn, thấy chị nói cái cũng nghe thì mình lịch sự mà. Mình nghe. Ủa đi ra ngõ nào ta? Cái này cũng được. Nghe từ từ, cái tự nhiên cái trời ơi, cái chuyện hấp dẫn dữ vậy. Quá chừng nghe, quá trời lâu luôn. Xong đến nỗi ông Quang, ổng ra rồi cái phải lấy số điện thoại để nghe tiếp chứ không thôi. Đi rồi mất tiêu rồi đâu, không kiếm ra. Quên, nói mọi người cũng hiểu là hồi nãy á, lúc đứng đợi á, ngồi đợi anh Quang, ảnh để anh người ta kêu tên, ảnh vô thử máu á. Thì có cái chị kia tự nhiên chỉ tới chỉ đứng ngay mình luôn á. Cái chị đó mình bật bịt mặt hết trơn, đâu biết ai vậy mà chị đứng cái chị nói chị có phải là Cam Thơ không? Cái chị nhìn chị, anh chị cũng biết anh luôn. Chị nói ừ, có coi anh YouTube đó, thấy anh bị chân này kia cái nọ. Xong cái cái gì cứ đứng chị nói chị kể, chị nói rồi đó. Rồi xong kể, trời
tự nhiên kể từ từ nêu ra cái câu chuyện gì mà quá trời dài luôn. Chỉ nói về Chúa không, Chúa với Đức Mẹ, rồi kể về cái cuộc đời của chị á. Quá trời, chị nói là Chúa với Mẹ thương chị lắm mà chị nói là chị nằm mơ cái gì là chị có cái đó luôn. Chị mơ một cái từng sau là có y vậy liền luôn. Rồi cũng kể chuyện con chó mà nó vô nhà chỉ mà hai lần, một con hai con, một con vô nhỏ xíu con giống con Happy gì đó, nó dễ thương lắm, như coi hình luôn mà. Nó vô nhà chỉ mà chị đuổi ra, nó ra nó cứ đi vô nè, nhà mình sao không có con chó nào vô vậy anh. Nó đi vô vậy nè. Con chó nó đem về hoài. Không, ý là nó tự đi vô, không biết ở đâu nữa, nó tự đi vô nhà. Sao ngộ ha, chó cũng phải có chủ chứ đúng không. Nó tự đi vô nhà, xong cái đuổi nó không ra, cái nó vô cái thấy thương á, mà nó hiền, nó không có quậy, không phá, không có bậy bạ đi ấy bậy bạ. Cái xong cái thấy thương nó nuôi xong rồi khoảng 2 tháng mà trước khi con chó con đó, nó chết đó, là có một con chó bự nó vô, nó cũng đi vô trong nhà. Nó lạ quá, đó giờ em chưa thấy có câu chuyện nào mà lạ lùng vậy đó. Mà trước đó chị nằm mơ, chị thấy là có một cái con chó bự mà giống y chang con chó mà vô nhà chị đó. Là đi vô trong nhà chị, cắt đầu cái con chó con, cắn đầu con chó con chết. Nhưng mà cuối cùng là con chó nó vô, chị sợ quá, chị đuổi nó, không cho con chó này vô nhà. Cuối cùng hả, nó cứ theo, nó ra đường nó cũng đi theo. Rồi xong sao đó mà cuối cùng con của chị nó hơi thấy con chó bự này, nó bự nhưng mà nó cũng hiền, nó cũng không có ghê dữ. Cuối cùng cho con chó này vô nhà, 2 tháng sau con chó con bệnh chết. Bệnh một chút bất một có như bệnh một cái bất ngờ luôn, vô bệnh viện người ta chích cái thuốc, cái tự nhiên về nhà cái ói cái chết. Trời, chị nói chị đau khổ, bạn cho con đó là chị cứng như là cứng trứng vậy, tại vì dễ thương, nó theo chị đó, theo chị suốt, đi đâu chị cũng dắt đi theo đó. Cho nên chị rất là thương con chó con này, mà chị nói ở trời nó chết mà chị đau đớn, đau khổ luôn á. Cái xong cái nói là thôi bây giờ chắc là Chúa cho con chó này tới để sau đó cho chị vui á, trong thời gian đó chị buồn á. Rồi bây giờ con nói con này đi thì con bự cũng đỡ, nhưng mà cũng không có hết, không có, như là cũng không buồn được, tại vì nó thương quá con chó nhỏ. Tại vì chó nhỏ là mới có 5 tuổi à, lúc mà nó vô nhà chỉ là khoảng 1 tuổi rất tuổi mấy á. Xong rồi nuôi được 2-3 năm gì đó, 2 năm hay 3 năm, 1 tuổi mấy, 2 tuổi, đúng rồi, 5 tuổi là 3 năm. Mà thường thường chị nói, thường thường chó nó ở với mình tới 15 năm lận, mà sao bị nó mới có 5 tuổi là nó đi rồi, mà nó không bệnh hoạn gì hết. Là cái sao ngộ ha, như cái câu chuyện mà chị kể cho mình nghe, mình cứ nghe mình ngẫm cũng mà không biết cái thông điệp gì mà tự nhiên Chúa cho chỉ có một con chó, xong rồi lại bắt con chó đó đi, mà con chó bự đó tới. Mà chỉ cũng là trắc kinh nha anh, cũng trắc kinh giống y an 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 luôn. Mà từ ngày con chó đó nó vô nhà là coi như là giống như kêu bằng lên như diều gặp gió đó anh. Kiểu mà business thì kêu lên như diều gặp gió luôn á, thành công lắm. Câu chuyện công nhận hấp dẫn, nghĩa là cái số phận của chị là để mà giúp á, giúp người này người kia. Chị kể chỉ bằng tuổi anh á. Chị nói là chị giúp tất cả mọi người xung quanh trong gia đình này kia, mà chị bị chửi không, chị chửi liền tại chỗ luôn. Số người ta giống như là sao đó, giống như đang nói vụ mà luân hồi gì, duyên luân hồi á, luân hồi giống như có thể là kiếp trước chỉ làm giống như mắc nợ nhiều người á,
rồi bây giờ phải trả, nhưng mà người ta vẫn chửi chị. Em nghe, em có nhiều người bạn cũng y vậy đó, dụ như là nuôi má, nuôi anh chị em hết trong gia đình, làm nuôi hết luôn mà cũng bị ghét, cũng bị chửi như là chó vậy đó, không hiểu tại sao luôn. Thì cuối cùng là người ta nói là người ta nói hồi xưa hồi đó đó, hồi trước kiếp trước là cái nhưng là cũng đầy đọa mấy cái người trong gia đình vậy đó. Nói chung là giống như vừa rồi cái clip á, clip luân hồi tá nó chị Khanh có nói chuyện đó, thì dĩ nhiên là có nói là ví dụ như đạo chúa thì không có nói về kiếp luân hồi. Đạo chúa thì chỉ nói là mình làm việc bác ái này kia thì mình sẽ đi lên thiên đàng, không có kiếp sau, không có kiếp sau. Nhưng mà đạo Phật á, thì có là có luân hồi kiếp sau. Nhưng mà cái gì cũng tốt hết, nói chung nói là cái gì cũng tốt, nhưng mà nghe nhiều người người ta nói thấy cũng hay, cũng nói chung là nó cũng dạy cho mình đó. Nhưng mà cũng quy về một điều là sống tốt thôi. Bác ái, nghe là bác ái, thấy bác ái là giống như bữa nghe cha giống như là chị này chị nói giống như chuyện của bạn. Thì mình nghĩ về kiếp luân hồi để mình đừng có, chẳng hạn như tự nhiên kiếp này mình tốt, mình sao người ta chửi mình quá. Nghĩ vậy để cho cái mình thoải mái, mình thoải mái à, chắc kiếp trước mình nợ họ nhiều quá nên vậy, cho nên mình đầu óc mình thoải mái chứ không. Nếu bây giờ nếu mình không có nghĩ vậy thì nó ủa sao kỳ vậy, chữ lại chứ không giúp mà sao chữ tôi. Tự nhiên nó sân, thấy chị Kim Ngân chị đi ngang qua đó. Rồi mấy bữa nay em gặp chị hoài luôn á anh. Ha, kêu. Mới hôm qua gặp chị ở đường Gành Rô á, chị đi bộ không à? Thấy chị đi bộ. Mới hôm qua gặp ở Gành Rô. Như này đẹp chứ mà áo da rồi đeo bóp rồi dữ. Rồi còn mấy bữa còn mang đi giày bốt mặc áo đầm nữa đó. Đầm ngắn vậy nè, mang giày bốt. Đẹp lắm. Rồi tao nói tiếp cái vụ đó đi. Thì đó thì anh nói vậy á, nghĩ vậy chứ không thôi, nếu không nghĩ vậy thì bực mình chứ chữ liền chứ. Chữ lại với ủa tao giúp mày mắc mớ gì mày chữ. mà chửi mà không ngờ luôn á, thì nó trời không ngờ nó luôn. Vô lý á, vô lý nhưng mà không hiểu tại sao luôn. Cuối cùng nó nghĩ vậy để cuộc đời nó bớt vô lý. Không? Thì đó, nó nhẹ nhàng đó. Nó bớt vô lý, tự nhiên vô lý quá. Cái đạo Phật, bên đạo Phật có cái đó cũng hay. Mà ví dụ mình bên đạo Chúa thì mình có cái chúng ta nói thiên đàng cũng hay. Mày cái miệng mày đi nha, mày nói đi, mình trả, mày muốn mình trả nghiệp là ta nói kiếp sau á. Nhưng mà bây giờ đâu có kiếp sau đâu, nói trả liền tức thời luôn. Nghiệp giờ là trả liền, không có nói kiếp sau gì nữa, làm cái là trả luôn, đời này khỏi cần đời sau. Thấy liền trong kiếp này luôn. Trời này luôn, không cần đời sau, chờ chi cho mệt. Có nhiều người ta đâu khe kiếp sau đâu, nó chờ kiếp này chưa lo xong mà đặt lo kiếp sau. Đúng không? Thì đó, thì có người ta nghĩ vậy, nhưng có người ta lại nghĩ khác. Người ta lại nghĩ về kiếp trước. Ta nói cũng mình chuyện kiếp này mình bị về, chắc là kiếp trước mình có như thế nào. Nếu mà ta tin cái luân hồi á, thì ta nói vậy. Rồi anh xuống đi, cho em đi qua má, em chở má đi làm răng. Bố bơi cá bọn đi. Bố bơi cá bọn. Đói bụng quá. Đói chưa, uống ăn cà phê. Đi uống cà phê đi. Sớm nay đâu có cho anh uống cà phê, tại vì thử máu mà. Ủa chứ mấy lần trước thử cũng không được. Cái này không có ăn uống gì á thì mới tốt, đi thử máu mới tốt. Người ta dặn rồi. Rồi bye bye. Bye bye. Đi qua bà ngoại. Trời ơi, các bạn. Để các bạn nghe cái chị đó tự kể cho mình á. Trời ơi. Không nhận luôn á. Không nhận luôn á. Nó hấp dẫn gì đâu luôn á. Kể mà giống như là
chị thấy một cái áng mây trên trời á, mà chị cho tấm coi clip luôn á, chị quay á, áng mây trên trời á, tụi nó đẹp, nó có màu này màu kia tùm lum hết, mà hồi đó giờ tấm mới thấy luôn á. Tấm cũng có thấy nhìn hình với lại cái video chị gửi đó. Trời ơi, nó áng mây nó đẹp ghê luôn, mà nhìn giống ý với con chó mà chị nó vô nhà chị á. Chị nói trước khi con chó đó nó xuất hiện là chị thấy cái áng mây đó, mà cái áng mây nó hiện ra y như cái con lừa, mà bây giờ nhìn lại con chó thì nó giống như con chó, giống như cái con chó con chó con nó dễ thương gì đâu, giống như con Happy vậy đó, màu trắng dễ thương vậy đó, nhỏ nhỏ xíu, mà cái áng mây đó giống con chó thiệt. Rồi xong chị thấy cái áng mây đó xong rồi như chị về thì có con chó nó vô nhà chị đó. Tin không? Không tin cũng phải tin nha. Xong rồi sau đó chị nói là trước khi chị bị bệnh á, nặng luôn á, giống như là bị nhiễm trùng cái thận gì đó, mà trước khi chị bị bệnh là chị thấy Đức Mẹ hiện ra đẹp ơi là đẹp luôn, sáng nè. Ồ, chị thấy vậy đó. Cái xong rồi sau đó là chị bị bệnh, trời bệnh quá trời luôn. Cuối cùng á hả, chỉ vô bệnh viện emergency UCI luôn á, ICU luôn á. Xong cái cuối cùng chị được lành, nha, chị nói là Đức Mẹ cứu chị được lành bệnh. Rồi tới nhà ngoại rồi. À! Nãy về má có ngủ không má? Ừ. Nãy sáng về má có ngủ không? Đi tập thể dục về có ngủ không? Không hả? Sao sáng nay má không ngủ? Tối ngủ quá hả? Ngủ nhiều rồi. Tối ngủ nhiều quá hả? Ừ. Khẩu trang đi má. Nó nói chuyện với anh hai nha. Anh hai muốn nói chuyện má nè. Ủa? Nè má nói chuyện nè, anh hai nói đi. Ủa má hả? Ừ. Má khỏe không? Khỏe. Tối hôm qua má ngủ được không? Ừ, ngủ được. Vậy hả? À, tốt hả? Má muốn đi chỗ đó hả? Ừ. Đi 15 ngày thôi, lâu nha. Đi 15 ngày lâu lắm á. Ừ. Má muốn đi hả? Má thấy má tính má có đủ sức khỏe má đi không? Má đi được chứ sao đâu? Đi được à? À. Thích đi quá, thích đi quá rồi nói đi được hay sao? Phúc nói kìa, thích đi quá nói đi được kìa. À. Ờ. Anh Phúc nó đi bộ nhiều lắm á. Không, đi bộ nó sợ bộ mà mấy phải đẩy xe lăn cho má chứ đi bộ chứ má đâu có tính đi bộ nữa. Hồi bữa ba đi qua châu Âu ba cũng đi xe lăn không đúng không má? Má cười kìa. Không, đi bộ không nổi đâu, rồi đi bộ đi qua châu Âu rồi đi đâu, đi bộ dữ lắm, không có cái vụ mà cần đâu má ơi, đi mấy mai không á, xe bớt người ta không có chỗ đậu, người ta đậu xanh lắc, mình mới đi vô chứ mình không có, phải đi bộ dữ lắm á, xe bớt đâu có cho vô thành phố đâu má, đi bộ vô không chứ, má phải lường hết mấy cái đó nè. Cái má nghĩ chỉ bộ mẹ ngắn để má đi được mà không có đâu. Sáng nay má đi làm răng rồi má. Ừ. Khám chưa? Khám rồi. Ồ, bác sĩ có nói bị sao? Không, không bị gì hết. Hôm nay đi bỏ cái nó bị rớt ra rồi gắn vô.
Ông ý bác sĩ có nói cái răng má bị hư rồi gì không? Chưa, bây giờ mới đi. Bây giờ mới đi nè, bây giờ mới đi nè anh Phúc. Nó khám xong rồi. Đó, hôm nọ mới chụp hình đó cho chơi khám. Chết mù kẹt xe quá vậy trời. Mới bị lường hết mấy cái đó nha, đi bộ thì nó đi người ta cầm thơ rồi nó đẩy máy wheelchair thôi, nó vậy. Nhưng mà đi cũng tháng 10 à, tháng 10 chắc cũng đỡ nắng rồi đó. Tháng 10 mát rồi. À đúng rồi, tháng 10 đỡ mát, mát còn đỡ nóng rồi. Nóng cũng ghê lắm. Rồi rồi đi máy bay cũng mười mấy tiếng lắm á. Không phải đi máy bay mà 4-5 tiếng gì đâu. Đi cũng 12-13 tiếng á. Con chưa đi mà đi không biết hay vậy. Ôi, người ta nói ở trên YouTube người ta nói chứ đi đâu. Nói về nó coi là mấy người ta đi châu Âu á cũng khá là xa đó, trong mọi người gần nó má rồi gì nữa đó vậy thôi. Còn má sức đi quá rồi mà qua đó mình má đi chỗ nào có chúa rồi gì không? Chỗ đó là chỗ đất thánh mà, chỗ chúa sinh ra nè, rồi chỗ gì thái là đi đâu Israel hay là đi đâu? Ở trong cái bảng nó có ghi á anh Vốt cái hình mà nhỏ quá thấy đường chết liền mà banh ra người ta coi thì banh ra đó thấy đường đâu. Đeo mắt kiến vô sáng rồi đi ngoài đường về banh ra coi hấp dẫn đó. Mới đi uống cà phê gì à. Ý má sao? Má muốn đi đúng không? Mẹ suy nghĩ coi. Dạ? Mẹ suy nghĩ lại coi. Má phải lường hết mấy cái đó nghe, đi mấy tiếng đó. Không phải đi 1-2 tiếng đâu. Khá xa. Để một chút con gọi cho cái cô mà đăng ký á. Rồi có gì thắc mắc mình hỏi hết. Hỏi là có đi bộ nhiều không? Rồi hỏi... Mới đi với đi với cha thì cứ lặn có gì lặn ra cha lo chứ lo gì. Mấy ra đi bộ anh đi theo cũng, đoàn mười mấy tiếng là cũng trời. Gần bằng như Việt Nam rồi đó má, chúng mình là sao á gần đâu gần bằng Việt Nam á. Thì bây giờ để gọi cho cái cô đó hỏi coi sao. Tại vì cũng có nhiều người lớn tuổi hơn má đi luôn á. Nhiều người lớn tuổi đi lắm. Thì chắc nếu mà mấy người lớn tuổi đi nhiều thì cũng phải có cách để cho người ta đi được chứ. Mấy người lớn tuổi có mấy người lớn tuổi người ta không có lương gì hết. Ví dụ nói chuyện với má đâu có lương người ta đi với đại gì đó. Nói chung mình lương hết rồi mình mới tính đó vậy đó. Lúc mà đi tinh thần nó vui vẻ để lát cơ, nếu gọi cho Danh hỏi luôn á. Hôm bữa có gặp cho Danh hỏi cho Danh nó nói má con nè giờ đi được không cha, cho nó đi được. Tại vì sao cái nó tu quá mà nó dành cho người già nó khác. Ừ. Là dành cho người trẻ đúng khác, rồi nó khác chứ trời tu khác nhau. Tua dành cho già, người già thế. Nó chậm chậm, Còn cái tua còn cái tua bình già, thường mà mình tua bình thường mà mình đi đăng ký ở ngoài thì nó mới sợ. Cũng này là người già nhiều. Đó người già nhiều thì ta uống tiền cho đó. Là cha tổ chức thì cha cũng biết là nhiều người già thì cha cũng phải có cách để đi đứng cho nó hợp với người già chứ. Má có gì lạ không má? Không có gì lạ. Dạ. Thôi má suy nghĩ đi. Đó. Còn má có thắc mắc gì nữa không? Có gì thắc mắc rồi con.
cái phòng mà đi thì cũng thích nó đi thôi, nhưng mà sợ cây sức khỏe má chứ. Nó đi chơi mấy đứa nào mình nhớ chứ ai má mình đi chơi mà lại mừng trời. Mình đều hết những tình huống nó xảy ra. Rồi má đi cũng sợ rồi thẳng chung lên rồi rất là cực theo, chứ phải là nó sung sướng gì đâu. Nó đi mình nó khỏe hơn. Nó đi với một người già mà rất là đi một người già là cái trách nhiệm nó nặng gấp đôi gấp ba chứ phải là thường nữa. Cái gì đó. Con tùy má, con suy nghĩ đi. Rồi ví dụ lên huyết áp rồi đi lên máy bay lên huyết áp rồi thì xử lý sao, mình phải giữ, phải chuẩn bị hết những tình huống đó. Mình phải có cái tình huống là mình xảy ra để mình chuẩn bị. Chứ mình cứ ngơ ngơ, mình cứ leo lên máy bay mình đi là không được. Không, chứ đi mình phải nói bác sĩ đàng hoàng chứ. Nói bác sĩ rồi, cho bác sĩ. Thuốc, cho men này kia 15 ngày. Đúng rồi, đó, vậy đó. Thủ khi rồi không không mà đi được. Đương nhiên rồi. Nhưng mà cái tinh thần nó phải chuẩn bị đó. Má suy nghĩ đi. Thôi bye bye anh Phúc. Bye bye. Bye bye. Sức khỏe cho má. Cảm ơn con. Sức khỏe nha. Bye bye má. Bye con. Để chút con gọi cái cô gái này coi. Cái cô mà đăng ký á. Bố kêu con một chút tới đăng ký mà bây giờ con để con hỏi coi. Con hỏi coi cái lịch trình đi như thế nào. Có đi bộ nhiều không? Hay là nhiều lúc có nhiều người lớn tuổi người ta cho đi xe không? Tới nơi đó xuống đi bộ xíu vô chăm thôi, mình đi tham quan thì mình đi bộ vòng vòng, cũng phải đi bộ vòng vòng trong đó má. Chứ rồi. Đâu có đi xe hoài được. Còn nếu mà ví dụ như mệt thì mình đi bằng xe lăn, mình đem theo xe lăn để coi có hỏi coi có ai đi xe lăn để đi, để con hỏi coi trong chuyến của mình có ai đi xe lăn đi không. Thì bữa má nhớ cha không, cha nói đó. Cha nói có người còn lớn hơn má đi nữa đó. Sáng My nói chuyện với má hả? My nói sao? My nói đang xe theo tour, người ta chạy nó nhanh lắm nha, không phải đi ra nha má. Tour này, ví dụ như tour này là tour của cha, khác với tour mà tour du lịch ở bên ngoài má. Đúng nó rồi. Nó không có giống, nhưng mà mình cũng phải hỏi coi như thế nào. Đúng rồi, hỏi người ta. Chút chừng nào má vô làm răng á, con gọi cho cha ha, con hỏi nha. Hỏi cho kỹ trước khi mình đăng ký. Đây, tiêm đổ nha khoa nè. Tiêm đổ nha khoa Center. 13030 đường này là đường gì? Hoover. Ngay đường này là đường Garden Road nè các bạn. Đường này là đường Hoover đó. Trong khi chờ đợi nè, con kể cho má nghe nè, nãy con nói chuyện với cái cô mà đăng ký tour đó. Cổ nói là cái tour của cha đi có 60 người thôi. Không có nhiều, nhưng mà cũng có nhiều người lớn tuổi lắm. Nhiều người lớn tuổi đi, người ta đi có mình mà. Có người đi có một mình luôn. Có người thì đi hai chồng. Chết cha có nhạc rồi. Xong. Má đã làm xong, má ra đây. Dạ. Rồi, đi, cảm ơn em. Đi em á. Nè, phòng răng số điện thoại nè. 714-379-5858 714-588-0209 nha. Má đi kìa.
Về má nha. À, về. Trời ơi, hồi nãy nói chuyện ở trong phòng phòng răng á, đâu có quay. Tại vì có nhạc á má. Ừ. Mở nhạc Bình Minh ơi dày chưa. Hồi nãy má kể chuyện á, má kể chuyện cái cô làm móng tay cho má bị á. Ừ. Má kể cho mọi người biết đi, để mọi người người ta thao nó quay rồi. Ủa vậy hả? Ba nó kể cho thao thao quay rồi. À vậy hả? Ừ. Ừ vậy thôi. Ghê thiệt ha. Con mới cảnh báo đây nè má. Ừ. Con mới cảnh báo đây mà chắc cái chị đó chị không có nghe, chị không có coi, tại chị cái chị làm móng tay cho má đó. À. Bị mà chắc chị không có coi, nếu mà chị có coi mình là chị đâu có tới nói chuyện với nó để nó tháo vòng vàng của chị ra. Ừ. Không, nó còn bị củi xương nè. Củi xương nếu mà có dây chuyền thì nó lột luôn ấy mà. Củi xương không có gì hết cho nên nó không lột. Trời đất. Mà chị nói là chị không biết gì hả? À. Kêu gì làm nấy hả? Bởi vì nhiều lúc mình post lên mình cảnh báo, nhưng mà đâu phải ai cũng coi mình đâu má. À, đúng rồi. Thì gần những người bị là những người không có coi. Ừ, mà nếu văn mà phòng người ta cùng nói bao nhiêu lần đúng đâu. Rồi, ở văn phòng người ta cũng nói là mà có mấy chiếc xe. Ở văn phòng người ta cũng gửi giấy. À, người ta cảnh báo mình mà. Cảnh báo quá mà cũng nhờ là ở văn phòng cảnh báo cho nên ông quan ổng sợ ổng dám xuống chỉ đường á. À. Rồi ví dụ như fan mà tám thì coi mình á thì còn cảnh giác. À. Không có dám, nó quắc không tới. Mà ai mà đi xe có đứa con nhỏ đằng sau cũng, cái chị đó cũng vậy hả má ha. À. Nếu mà coi á là mình biết rồi, mình cảnh giác liền. Còn cái này không coi, cho nên mọi người á, mà ai mà coi cái chuyện này là phải kể. Không có kêu coi cũng được nữa, nhưng mà phải kể. Giống như giờ má không coi con đi, nhưng mà con kể, con ngồi con kể cho má nghe. Ờ. À. Đi ra đường nhớ gì kia, dặn dò đó cũng được, để cho bạn bè mình hoặc là người thân mình đừng có bị chứ. Trời ơi, bị quái mà nhiều lúc không biết được đâu ha. Giống như Facebook á. Ừ. Biết bao nhiêu người bị gạt mà người ta vẫn bị gạt. Đúng rồi, cái mì hoài á, biết sao nữa. Không phải, có cần giác. Nhiều người ta không có coi, người ta không có nhìn, hoặc là người ta không có nghe, không có thấy, không ai nói người ta không. Ừ. Có biết. Chứ nếu mà biết là không có bị rồi. Mà nó làm nó lừa hoài, mà nó được hoài, mà nó lừa hoài. Thí dụ như nó đi vòng đi thì nó lừa 10 người được 2 người cũng được má. À đó. Không, cho dù có cảnh giác cỡ nào ngày cũng có người nó đi cái xe đỏ, người ta nói cái xe đỏ đó. Ngày nhưng mà ngày mai anh đi xe khác. Xe con cái nó đòi đi. Đòi nó đi xe. Nhưng khác. Mà đi trên xe mà xà tới mà kéo kiến xuống quắc quắc là biết rồi. Ừ. Đừng có tới. Chứ ai mà bên Mỹ mà ai mà mình đi quắc quắc người ta. Chỉ đường thì đi có địa chỉ bỏ vô cái điện thoại chạy thôi, chứ ai mà đi hỏi đường. Khùng ghê á, vậy mà bị hoài. À, mình đi bị, chị đó chỉ đi bộ mà cũng bị nữa đó. À, đi bộ. Không, mà thường nó hay gạt người đi bộ chứ má, chứ mình ngồi trong xe nó đâu gạt được. Nó phải đi dạo nó coi có ai đi bộ hoặc là ai mà đi ra xe gì đó, nó mới chặn chờ tới được. Mở cái xe xong rồi bỏ đồ vô vậy mà nó tới nó gạt. Ừ. Con người còn đòi ra ngân hàng lạnh tiền đưa cho nó nữa. Kỳ cục vậy. Kỳ cục. Bởi vì nói chung là đừng đeo nhẫn, đeo vàng, đeo vòng gì là chắc ăn. Đeo gì hết rồi, lấy đâu mà gạt. Ừ, lấy đâu gạt không, nhưng mà nó cũng gạt tiền mất. Ừ, móc tiền đưa cho nó. Nói chung nếu mà đã bị gạt là cái gì cũng bị gạt. Mẹ rồi. Ừ. đi theo thì rút tiền. Ừ. Nếu mà không có vàng. Ừ. Ừ, khổ ghê. Bây giờ nó lộng hành, nó quá trời, nó là
Nó chờ về ra. Ừ, chợ là người ta đi hay xách đồ xách đạc á má. Người ta không có để ý, không có phòng hộ. Nhưng mà nói chung xách đồ xách đạc gì là nếu mà biết cái câu chuyện này á là nó không có gạt được mình đâu. Mình biết rồi, mình lo mình bỏ mình chạy rồi. Đúng rồi. Còn ví dụ người ta không biết, phản xạ người ta phải trả lời chứ. Bởi vậy nhớ nha, phải kể cho người thân bạn bè người ta nghe. Dặn một lần thôi là những người thân của mình sẽ nhớ à. Không cần mình dù mình có duyên mình coi được. Anh người này kể, cứ kể thì mình kể chú cho. mà chồng cô Khanh cũng bị thế nào? Chị Khanh chưa có kể rõ, chị Khanh nó để chị Khanh sẽ kể. Mà chị Khanh chưa có kể nó. Chị Khanh nó là vài bữa chị Khanh gặp con chị Khanh kể cho mọi người nghe. À, dài quá ra muốn kể liền đi. Để cho người ta mất biết bao nhiêu lần kể nữa. Không, cũng đã cảnh báo rồi. Cũng đã cảnh báo là như vậy rồi, nhưng mà cái vụ mà chồng chị Khanh là bị lâu mấy năm trước rồi má. Ừ. Hồi nãy nói chuyện với cái người mà đăng ký đi tour á, thì nói chuyện có má nói chuyện luôn, có má cũng nghe luôn, thì giờ má quyết định là sao? Đi. Cuối cùng là má quyết định là đi, má nói má quyết định đi. Mà đi á là đóng nửa tiền á nha má. Không đi là mất á nha má. 4.500 là đóng 2.025 đồng. Con với má là tất cả là 5.000 con với má là 4.500 á, đúng rồi. Con với má là 4.500 hai người á. Mà khi nào đóng tiếp? Không biết, chắc gần tới ngày á, hoặc là đi lên máy bay hay sao đó. Đóng cho người ta mua vé cho tiền. Dạ. Người ta mua. Đúng rồi. Người ta mua sẵn là mình đi sao? Đúng rồi, người ta phải mua sớm. Mua gì mà ta lấy tiền người ta mua cho mình rồi mình không đi rồi bỏ vé ai đi? Bởi vậy phải đưa bách bó rồi chứ chừng hả? Dạ đúng rồi. Ủa mà lý do gì mà má muốn đi cái chuyến đi? Má muốn đi lâu rồi. Ồ, má muốn đi từ nào má? Từ mấy năm trước. Ủa mấy năm trước mà sao má không có dịp đi hả? Sao má nó không nói với con dắt má đi? Má muốn mà má nói, tại sao má muốn vậy? Má coi đâu mà má muốn đi? Hồi xưa đang ở Việt Nam á, cậu bắn cậu đi về, cậu nói trời ơi đẹp lắm. Mà vô đi chợ Chúa, cái mồ của Chúa nữa. Đúng rồi, này cũng đi mồ của Chúa nè. Từ hồi đó giờ ở Việt Nam rồi nha. Ủa vậy chứ sao má không nói sớm con vậy? Trời ơi, nghe nội đâu có dám nói, tại vì nghe nói bên đó người ta đánh nhau rồi. À, cái đợt trước là cùng mình cũng tính đi má hả? Xong cái nói là Ukraine gì đó. Chứ mình không dám đi. Mà lúc đó còn ba chứ bộ. Má ha. Tự nhiên tình cờ mình nghe cha có cái tour ha. Cái xong mình hỏi cha, cái cha ok. Tại vì cái tour trước nữa đó, mấy cái tour mà giống như tour mà người ta đăng ký giống như là kêu bằng du lịch đó bình thường á, thì người ta không có cho người lớn tuổi đi, đúng không má? Còn Măng cái... Linh nó hỏi cho má rồi mà, nó nói làm sao mà tám mấy người ta không cho đi. Thì đó, nó là cái tour cái thường. Còn cái tour này là tour của cha tổ chức trong nhà thờ, cho nên là người lớn tuổi đi nhiều lắm. Đó, bữa hình nãy có nghe kể là có cái ông cụ 90 tuổi luôn. Đi trời ơi, đi mà người ta vẫn cho đi á má. 90 tuổi mà đi ngon lành luôn á, đi cặp chống gậy đi luôn á. Rồi hay lắm, chống gậy đi như ngày nào cũng mặc áo dài, đi bộ đi theo đoàn đi thăm chỗ Chúa. Thì thích thú á, tại vì người ta mà thích á là người ta tự động người ta khỏe khoắn à.
tại người ta sung á, người ta muốn đến chỗ đó cho nên người ta rất là sung, người ta rất là hứng thú để mà không có thấy mệt á. Cái cô đó cũng nói là có những người lớn tuổi người ta đi á, người ta đi tới Chúa người ta không có biết mệt luôn á, người ta không có thấy mệt. Chắc là Chúa cho người ta cái sức khỏe để đến nơi đến chốn với Chúa đó. Có nói vậy đó. Rồi có trong trong cái tiệc 4.500 đó là có tiền bảo hiểm, có tiền vé máy bay nè, rồi có tiền ở khách sạn sang luôn á, khách sạn tốt xịn luôn, rồi ăn ăn ngày 3 buổi, rồi tất cả lo tiền vé mà vô mấy cái cửa, mấy cái vé mà người ta mua vé để vô mấy cái chỗ để thăm Chúa đó, thăm cái thánh điện của Chúa đó, là ta có bán vé hết á má. Là mình không có cần mua nữa, người ta bao hết cho mình luôn. Rồi mình có đi xe bus nữa má, mình đi xe bus tới, đi tới cái xe ta chở mình tới á. Chứ nếu mà mình đi tự túc mình cũng phải phải mình mua mấy cái đó, mình không biết đường, với lại Do Thái người ta nói tiếng Do Thái á, mình đâu có biết nói tiếng Do Thái đâu. Thường thường đoàn tour du lịch người ta đi á là đông người lắm á, nhưng mà tour này đi có 60 người thôi, không có đi đâu. Cái tour cha đi dắt dắt có 60 người đi thôi maximum. Nhưng mà mình đi từ túc thì mình đâu có cha làm lễ cho mình mỗi lần đến Chúa. Người ta nói là đi phải, nếu mà mình đi mình phải có cha làm lễ mới tốt, mới hay. Cha làm lễ mỗi ngày luôn á, mỗi lần tới chỗ đó là làm lễ. Hồi đó con tính đi mà kêu mà mình đi từ túc quá má. Cái xong cái người nói, có người nói là nếu mà mời được một cha đi chung á thì tốt. Mà cuối cùng tự nhiên cái có cái tour này, cái mình đi cái tour này luôn. Cái danh hay lắm á. Cái danh vui nữa má ha. Cái danh hay vui. Cha danh đấy, đi đi vui lắm, có đàn hát đủ thứ. Cha nói vậy má. Cha danh là hay hát á, thích hát nữa. Có đau không má, làm răng có đau không má? Không đau hả? Ôi, con sợ má đau quá trời luôn. Má mới gắn cái cầu ra làm gì đâu đau. Tại vì con thấy cứ cổ lin cái răng cho má đó, làm sạch đó. Con sợ má đau. Trước khi gắn răng cho má là có chụp hình đàng hoàng á. Chụp hình xong rồi mới gắn đúng không má? Đi từ lúc 9:30 nữa ha. Giờ là 11:00 nè, bây giờ tới nhà nè. Hồi sáng con chở ông Quang đi thử máu á má. Trời cũng lâu quá trời luôn á. Không biết sáng nay làm gì mà đông thù người ta đi đông. Mà tại mình không có hẹn trước á. Cho nên mình phải đợi. Đúng rồi. Còn mấy người hẹn trước thì người ta vô, người ta đưa giấy liền. Tại vì ngày hôm qua đi khám xong rồi cái hôm nay đi thử máu liền, là mình đi sớm 7:30 là đi rồi đó má. Nghĩ là mình đi sớm chắc không có nhiều đông người đâu, cứ kệ cứ đi sớm đi vô đại làm ai nhà đâu quá trời đông luôn. Đợi nhưng mà cũng may là đợi vừa đúng lúc về kịp má đó. Kịp đi với má đó. Má xuống xe. Cảm ơn con. Bye má. Bye con. Có quên gì không? Nè các bạn, coi nè các bạn, đang quay để trên này nè. Đó, nó tự tắt giữa chừng vậy đó. Coi nè, thấy không, nó nóng quá. Bữa nay đi quay mà quên lấy cái bao tay chặn, giống như là quên lấy cái bao tay che nó lại nè. Thấy không, nó đã ghi nhiệt độ nè. Phone cần hạ nhiệt trước khi bạn có thể sử dụng. Rồi nó hạ nhiệt hồi nãy giờ bỏ vô cái máy lạnh rồi. Giờ nó hạ nhiệt rồi đó. Trời đất ơi, quên mất tiêu luôn. Để lên là lấy cái này nè, che lại nè. Nó không có nóng nè, chứ nó nóng hổi à. Giờ vòng về, giờ dọn cơm vô Lê Quang ăn. 11:00 rồi. Chị Hương chưa có về tới, bữa nay
mai mốt thì chị Hương mới về tới. Không có chị Hương thì mình tự làm, còn có chị Hương thì mình đỡ mình đỡ làm vậy thôi. Muốn ăn lăn vô bếp, à muối cho tắm cá kho ngon lắm, ngon quá trời luôn. Hôm qua dọn ra ăn với rau salad, thằng Lê Quang thì ăn với cơm. Chết mồ rồi, quên kêu Lê Quang nấu cơm. Thấy bà nội, trời ơi, để gọi Lê Quang coi. 8 thì tắm đâu có ăn cơm, thì mình tắm đâu có nhớ, tắm ăn rau salad không à. Sáng đi sớm mua quần nấu cơm. Alo em. Ủa anh có bắt cơm vậy anh? Anh có bắt rồi. Ông bắt rồi hả? Trời ơi, nó hết hồn, nó chết mồi về lấy cơm đồ ăn. Dạ. Hay ghê. Dạ. Cũng anh giỏi ghê, nhớ nấu cơm nữa. Ok em về tới rồi. Về tới anh à. Trời ơi, ổng cũng giỏi ghê, tự bắt cơm luôn. Nó ngày hôm qua ăn hết cơm, nó chết mồ. Cơm đồ ăn cũng sợ đói. Mà ngày hôm qua á, ảnh hỏi Tấm còn cơm không. Tấm nói thấy trong tủ lạnh còn cơm. Cái xong ảnh vô ảnh nhìn cái ảnh nói còn đủ của mình e anh ăn à nha. Em ăn là không có đủ nữa, không em đâu ăn cơm đâu. Em ăn salad không mà. Nó ok vậy đủ, cái ngày hôm qua đâu có nấu cơm. Cái hôm nay là hết cơm rồi, không nhớ không nấu hay ghê. Rồi thôi, Tấm về tới nhà rồi các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau nhé. Tấm phải vô dọn cơm, dọn đồ cho Lưu Quang ăn. Chứ Tấm phải rửa salad. Trước khi ăn phải rửa salad. Rửa salad này kia xong rồi để ăn. Tại vì salad nguyên một ấy á, một cái này nè, ở trong tủ lạnh á, mỗi lần ăn có lấy ra rửa xong ăn. Ngày hôm qua cũng rửa ăn, có chị Hương thì chị Hương làm sẵn cho mình ăn, còn bây giờ không có chị Hương thì mình tự làm. Ok, bye bye, see you again. Chúc các bạn một ngày ăn lành và hạnh phúc. Bye bye. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.